Chiều qua, dự án BOT Cai Lậy Tiền Giang bắt đầu thu phí thử nghiệm không thu tiền tại trạm BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1. Theo ghi nhận, đúng như kế hoạch, khoảng 13 giờ cùng ngày, hàng chục nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy đã vào vị trí tại các cabin của trạm BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1. Khi tài xế đi qua trạm trên làn hỗn hợp, nhân viên trạm xé vé cho tài xế nhưng không thu tiền. Còn các xe chạy vào làn ETC, hệ thống tự động ghi nhận và cũng không trừ tiền. Trạm thu phí này mình dừng đang các phương tiện lưu thông là với lập tốc khá cao và để mình tạo là một cái thói quen. Cái thứ hai là cái việc mà mình hoạt động thiết bị này kia thì nó là mang tính chất là lý thuyết. Khi mình đưa ra mình vận hành với thực tế thì mình sẽ có những cái tinh chỉnh để nó phù hợp nhất với cái điều kiện thực tế. Đó. Và cái thứ ba là để anh em nhân viên thu phí rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho cái công tác thu chính thức về sau nó tốt nhất. Dự án BOT Cai Lậy dài hơn 38 km, tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng, bao gồm tăng cường mặt quốc lộ 1, xây dựng tuyến tránh, trạm thu phí và giải phóng mặt bằng.